Đó là một lấy hương chi. Hai ba rô, 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 hai ba rô. Chào mọi người nhé. Thì nay vợ chồng anh Lực này có anh em ở quê vào nhé, có cô em gái vào trong Nam này chơi nhé. Hôm nay anh cũng có mời ăn cơm. Hôm nay anh làm 7 mâm cỗ nhé. Hôm nay mình quay cho mọi người cùng xem nhé. Mình quay sơ sơ, đây là cái vườn tiêu của anh đây này. Đây vườn tiêu đây mọi người. Đấy. Rồi, tí nữa mình quay xem cỗ có cái món gì này. Mình quay cho mọi người cùng coi nhé, cùng xem nhé. Hôm nay làm cỗ thì gồm có thịt dê nhé mọi người nha. Thịt dê xào bác xá, xả ướt và dê nhúng nấu nhé mọi người nhé. Và gà tần nhé. Đây có bác bên cả bố vậy. Ủa cái tỏi này chắc phải treo các bếp lâu lắm này nhỉ. Treo bác bếp lên mép cả rồi. Đây toàn gà nhà nuôi chứ. Ngon luôn đấy. Gà toàn nuôi thả vườn như này. Làm gì đấy các bác? Vườn rau. Đây, đèo thắt đi. Đây này, ông miệng ông lại cho lên quả là chim này. Đáng về nó đang lên từ sáng đến giờ chứ không biết qua ấy. Trình là thái nó xong. Xá này còn ít đấy. Xá tí rồi, tí rồi. Đây là lấy xá em nữa đây chị ơi. Nhúng nấu nha. Xào tay năn. Xào tay năn. Nè nè rồi. Em cũng là cái gì cả. À, sao rơi được ảnh bấm nó phải bình tĩnh. Thịt dê thì không thiếu cái món thịt canh dê. Bảy mâm thì mỗi thứ một món thì bảy một đĩa nha mọi người nha. Thì mỗi mâm một đĩa. Chốc đông người chốc chốc ngồi đông hết. Tươi này gói nhỉ. Thịt dê nó đỏ lắm mọi người. Dạ. 7 đĩa nhá. Này 7 đĩa 7 mâm mọi người. Bảy đĩa, đĩa cuối cùng đi. Bỏ rực rỡ luôn. Nhìn thì quá ngon này. Này này, say rồi. Hết rồi. Tần nhá, à, tần. Bấy con. Tần thì mình phải đun nó đun đi. Đây lại nằm bịa nhá. Nóng đắng nha. Lục ục. Cái loại nóng đắng này cũng phải đun nóng nhỉ. Đun kỹ. Bịa đấy, hai nồi này đun lũng lùng gà tần nấu đắng trước kìa. Dạ bà thấy có quá nhiều nước kìa. Trong đây ông nội hôm nay mấy mấy tư mấy tư đấy thấy chưa. Gà chạy bộ nhá, ăn nóng bốc khoái luôn mọi người nhá. Đây là bỏ xào nhé, xào năn nhé. Đây là bỏ lấu nhé mọi người nhé. Đi sôi ngô nhé. Canh tí nữa cho này. Thêm món nóng đắng nữa mọi người nhé. Đây rồi, hai tô rồi. Hai ba rô, hai ba rô, hai ba uống hết luôn. Ông chim ơi, ông chim ơi. Vâng, em ơi, em mai nhá. Hắn lấy chim to ra quay thì còn được. Lại quay chim nhỏ quá. Nhỏ quá. Còn đây con mini. Thôi tôi không khỏi bắt tay. Bắt tay cái cho nó giật tí. Nhưng mà tất cả gia đình nhà mình nhá.
Bắt đầu chú canh rồi. Rồi tất cả ông rồi các bác các chú. Rồi. Rồi. Vâng anh. Ôi chú ơi. Vâng. Cho trong kia một nồi cho tất cả. Quay nhét nhẹ vào. Có cứ tự nhiên thôi. Không phải bắt tay nữa. Nhá. Thế mà đúng rồi, không bắt tay nhưng mà ngồi. Dạ được rồi, anh cứ đi này. Cái này nó gửi lên máy đấy chứ. Không tin được thì em bạn. Không biết vào đây đi. Chứ biết rồi, không em vào dần đi. Đấy, cảm ơn bác nhá. Vâng. Anh Tuấn nên đấy nhỉ, nên video mọc trông như kiểu sao đen đi. Cảm ơn anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng, anh uống đỏ, anh uống đỏ. Vừa anh uống, vừa anh uống bao Tuấn rồi. Anh uống bao Tuấn, uống một ly đấy. Chúc sức khỏe thành công tốt đi. Cảm ơn anh nhé. Đoàn kết thành công tốt đẹp. Chưa, mới đầu chưa anh ạ. Mới đầu chưa anh ạ. Thành công ngay bây giờ đấy. Rồi, còn hai anh em mình chốt số, chốt. Vâng, và em cảm ơn anh nhé. Vâng, em cảm ơn bác. Vâng. Anh Thuân nghe nhằn nhó thế nhỉ? Đâu đây là ấy chuối hết rồi đấy, xong câu chuối vào rồi. Anh được ngồi đâu? Đấy. Đây, đã vứt hết vào trong nhà. Đấy, xuống rồi. À, à vâng. Uống gì mà xong câu? Chuối xong câu ở dưới lớn ở đây vâng. Đây, đấy. Đây chuối. Lớn đấy. Ừ. Ai chân không biết cái. Còn ai không nhỉ? Chắc là vâng. Anh ngồi luôn đây là được rồi đấy. Dạ. Nào, nước ngồi luôn đây đi. Còn lâu ơi. Đây đi. Được rồi. Vâng, thôi đâu mình thôi. Chào mừng chú đến với Tây Nguyên. Đây vậy. Thôi thì cũng là hôm nay là được chào mừng được chú đến với Tây Nguyên lần thứ hai. Rất cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người nhá. Rất tín tăng bố anh là anh đi. Ô bà, anh Hào cũng mời con Quân à? Hào đâu, lên đi thôi. Hào lên đông bên kia mà. Lên. Vâng. Có chú có rượu đây à? Có bạn uống hết rồi. Hết rồi. Lên đi. Có bạn. Có bạn giật giật với bác anh. Bác cái camera này. Đấy hả? Không, anh uống rồi. Anh uống bạn của bác. À, anh uống bạn đi rồi. Được nha. Hết rồi, mọi hết rồi anh em hết đi. Ờ, hết nha. Chốt nha, anh chốt nha. Vâng, em cũng đừng uống mà, em đừng uống mà. Không uống được, uống rượu rồi mà không được giật tay nữa. Anh mầm nào anh uống rồi, tôi là tí quay lại, tí quay lần hai. Say rồi, đã say, thiếu là say. Vậy. Đấy, có tòa quá, có thế mâm này mình không uống rượu à? À chị Hường ngồi đây và đạo diễn kép đấy. Không rượu thì chú không bảo người ta không uống. À thế vâng.
cái gì rớt đẹp ra nhỉ? Nó say đi mới bầm mà nó nghe thấy đang đơ đơ ấy luôn này. Bút bút ly nó như bút ly là được rồi. Mấy ngày đi tươi mà. Này đang bao chân cái này rồi. Đang không xém rồi. Cái gì anh Hào lấy cái gì? Không nhận một cái bát chanh gì kìa. Đấy. Ủa chanh gì đây nước. Đây đây đây. Đấy, người ta đưa cho. Bên đây ăn tiết cay mà quên không bát chanh nhỉ. Chị của đây chị không kiên đi. Thế mà không ăn được cái tài thật. Ăn thường biết mà. Chả quan trong khi qua ăn nổi. Chú Long ơi. Không trao nhỏ quan đâu. Ăn rồi chiều quên đâu rồi. Bút vào nha này. Bên đây còn bát nguyên à. Bạn này của anh Long mà anh Long vào bên này mà. Bạn nhớ đây, ông anh đây. Rồi ông ngồi bên đây. Đây còn ngô ghi nữa các bạn. Đây chứ. Còn ngô ghi nữa các bạn. Đó vào trong nha. Vừa sắp anh Long bên này. Anh Long bên này. Thế rồi, anh Long ơi. Đang ngồi đây rồi. Lúc này mà. Đang ngồi đây rồi. Chú sang bên đây. Bên ngô ghi thêm. Bên ngồi đây nữa. Anh Long sang. Ngồi đây. Ông bảo, ông bảo, ông bảo. Nghĩ ngồi đây luôn. Còn tí ngồi ăn. Không ăn phẩm về đi. Chú Huy ngồi bấm nào. Ngồi đây được ạ. Chú 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 thì ngồi rồi. Đấy, đấy, đấy. Mày đến sau vào trong nhà đi. Có rồi. Bát bát tiết canh bữa nay là chia rồi nhưng mà chưa 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 qua. Là vẫn để nguyên đây. Em mà chạm vào cho ngâm canh. Đây là chia. Ngồi với bác Zotubi gì? Đây em có sợ lên hình không? Quay 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 tí cho nào. Đây này quay. Ôi từ từ từ. Đang này. Ôi cẩn thận cái này vào cái mặt nước. Cú đi em cú đi. Ôi cho vào sao xin phép. Đập một phát đấy. Cô vấn thì cô vấn đéo được, qua đây cái gì? Tại cô vấn. Chào 1.000 anh em đang xem. Đang là chim à? Chim. Này bướm. Này bướm. Mời anh em nhé. Mẹ đâu rồi, ăn không cháy nước. Ngon lắm. Tối nay liệu có làm được vlog không? Làm không nhỉ? Anh nhé. Hả? Bữa tối nay có làm được vlog không? Mình xém rồi. Ở đâu? Tối nay có làm được YouTube không? Chân một quả bố còn mẹ. Đây ông ơi. Hồi múc thử. Thế sợ nhất là cho đỡ cho. Chấn rót. Hôm nay ăn cơm nhà chủ lực. Vâng, mời mượn chân rượu. Đây là anh ở quê. Là mới vào cùng mẹ bố một bàn. Tận quê ở đây xây rồi rồi rào cái nguồn gì lắm gì người gà đồng khá rốt người trong này đồng khá rốt đồng khá rốt nhìn lên cho nào cái nhá. Ok anh này là làm xung tu bi cảm ơn bác nhé. Nó đúng là văn nghệ sĩ này quên không cho cái cà nà vạt tôm to ro nào các đi cà vạt à này là trang điểm do về cái khí hậu bắt đầu cũng điều hòa chung không có người đi bóng đâu rồi hút chưa sợ gì đâu rồi nhờ mấy em chú cháu đây đây anh em nhà có khách bác vào có đi rượu mời chúc tất cả sức khỏe tất cả anh em chú cháu hồ cái nhỉ hồ cái hồ nữa đang trốn để các cụ kia để chỗ hô để các cụ không nhìn thấy đâu các cụ không nhìn thấy đâu chúc ăn nhiều gì 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 cuốn hết luôn đây hả phải không đúng rồi gì bắt đầu trơn hả cũng đâu trơn. Ôi bác ơi, con này chú Hào con này. Em hết rồi. Rồi anh này anh uống rồi. Nhấp môi đi bác. Nhấp môi. Em nhấp môi em ngửi thôi, lái xe đấy chứ. Hết luôn rồi là nhấp môi á. Cháu hôm nay xe à, em lái xe à. Ý là không được rồi à. Chú Non đây giới thiệu bác ở đây là thằng em sáng sáng vợ của ông anh nhà em. Sáng sáng nghe nói rồi. Anh em gặp nhau rồi. Anh em bảo cậu hết. Hết nhá, hết nhá. Vâng, mời hết đi. Ra ra là đây. Sao lại bác hết đi mà cậu uống đi. Bên Sài Gòn mời được hàng chết tiệm thôi quay nay mời được ngon thế bây giờ tiệm thế thì mời luôn nào nó luôn rồi đấy rồi giờ sống vậy là phải biết
Thôi chọn đi cho mình cứ hay nhỉ. Dạ về. Đi là em mời được nhập đúng này. Em mời được luôn. Không mà chấp mà mời là khó. Chấp xin lỗi đi. Các mày bác mày. Bác điện. Được rồi. Cảm ơn em. Tám tám này. Con lại đây, con lại đây, con lại đây. Quay quay lại chưa? Không, con lại. Ôi, cái này. À cái này này. Quay lại làm đi nữa. Đó. Cái này cái họa cái này là mặt kính đó. Cái này nó không lại. Cái này là mặt. Tôi đi đi làm đi quay lại. Tập trung vào đây. Rồi tập trung làm béo đi. Để anh cho nó cái chân vị mẹ nó đứng nguyên luôn này. Đi đắp nặng quá, đắp này tao còn chân nặng quá. Đó thấy mà. Thôi thôi anh nhấp môi, anh nhấp môi không môi. Thế thì hô cái. Thế anh em. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, quốc. Rồi. 100%. Chú Nghị nghe thấy hòa thế nhỉ? Như kiểu nhiễm Covid đường cuối nhỉ? Do nó hút thuốc nhiều. Không, không Covid, hậu Covid. Có chú bóng đây, mãi từ 20 cây số đến 7 năm đấy. Vâng. Rồi, ok nhá. Rồi anh em mình hết nhá. Hơn 20 cây mà. 20 cây. Chưa xa mà cách Bắc Huy được, Bắc Huy ở mãi gần thành phố mà. Gần ra đây, gần thành phố rồi. Cái thứ nhất bàn thì làm sao để sang bên đây để ngồi với các cháu này. Đấy. Vâng. Thì đây mời bác đi nhỉ. Thì cứ sang đây mời ra là, mình thật ra đoàn đi được. Đó đoạn đó. Ok. Rồi. Không, cảm ơn mà cảm ơn quay đấy. Cảm ơn. Rồi. 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 Lấy tiết canh của cái tiết canh của em là hơi ngon đấy. Tuyệt vời luôn đấy. Thôi mời cả mâm nhá. Rồi. Nghe đây, nghe. Rồi, ok. Rồi. Rồi bắt tay em ấy. Cảm ơn nhá. Rồi. Cảm ơn em nhá. Rồi cảm ơn nhá. Ôi ra cái cháu vừa rồi sao? Ờ cháu vừa rồi uống chưa? À thế. Mỗi cháu bên cạnh thì uống. À thế rồi tí chú sao chú mà sao nhá. Rồi. Anh em mình gì? Anh em mời anh em tí đi. Thôi anh. Thôi mà hai anh em mời cái đi, hai anh em mời nhau cái. Vâng vâng. Vâng chị ạ. Tránh thủ người cách cái nhà của nhà bây giờ. Ừ, khô cả. Anh Thuật ơi. Vâng. Rồi. Con quay hai ông luôn vâng. Ông già bền tóc bạc vẫn đẹp não nhỉ? Đúng rồi, nhà báo đây. Vâng. À, con mâm bên đây. Đây,
Rồi, ok, vâng. Bác anh ơi. Ai thế? Đấy. Ngại gì? Ngại gì bác? Anh thân anh mời thì anh có lòng thì mình có dạ có gì đâu. Rồi chắc rồi, chắc rồi rót đầy vào. Rồi. Rồi hô cái đi, chắc rồi. Phải không bắt khu hô cái đi. Vâng. Đâu đâu quá đâu. 1 2 3 0 2 3 0 2 3 1 Rồi, cắt đi. Đây. 1 2 3 0 2 3 0 2 3 1 Hết đi. Vâng, hết luôn nha anh nhá. Vâng, cảm ơn bác anh nhá. Vâng. Men bắt tay chứ có bắt mồm đâu. Rồi, ok. Mặt tay chưa, mặt tay chưa quá nhỉ? Chưa. Vẫn hết mà. Nhận thấy chú. 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 Quay vòng cho nó ngồi. Vâng. Thế là về chỗ hết được rồi. À vâng. Quay thế được về chỗ. Vâng. Đây. Đây là chắc chị em đã rửa bát được tiếp nữa đây. Chị Xuân nay là hơi bị nhiệt tình đấy, hơi bị máu đấy. Chị Xuân sang mời tất cả các mâm, các em và các cháu vào đi nhá. Chạy đi cho chú đi. 1 2 3 Rô 2 3 Rô 2 3 Một hết luôn. Tất cả mọi người hết rồi nhá, mình kết thúc nhá, mình kết thúc mọi người nhá, nhanh lên đấy, chịu uống em nó bỏ nhanh lên đấy, hơi bị đầy. Bây giờ cầu chị nhá. Vâng. Chị có mời riêng ai không? Chị mời riêng nhà bếp đi. Chúng ta anh em thì nhân thể có như là năm nay là 60 tuổi rồi, thế nhưng mà cơ hội duy nhất là mừng, rất là hạnh phúc. Là bây giờ bên đội bên này là có việc gặp được mặt nhau này, thì thôi thì chị thì nói chung là anh em thì không việc nhiều năm thôi, bớt chút là mai là mời tất cả anh em các chú các đấy, chị quá nhiệt tình. Thế ai đại diện mời chị khách, mời đi chị cá khách, bạn khách đó. Này vui quá anh được nhỉ? Hôm nay là cô vừa lấy, hôm nay lần đầu tiên là gặp lần đầy đủ ở đây. Đây hô hô hô. Tương đối đầy đủ ấy. Hồi yếu thì yếu nhưng mà cháu sao mời. 2 3 Rô 2 3 Rô 2 3 Uống Hết rồi. 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 Hết rồi.
hai ly gì đấy, bà chị Xuân hai ly gì đấy. Ờ à, đúng rồi. Ừ, chị này hơi nhiệt tình đấy. Chị ơi, chị cảm thấy này anh hạnh phúc không? Cảm thấy không khí nó khác này. Thôi dù không muốn được. Hôm nay là chị Xuân thì như thế thì em này em làm mà 4 năm công mà. Rồi chị Xuân đây tuyệt vời luôn. Rồi và cảm ơn nhá. Trang bây giờ có hết mà anh cũng hết mà. Rồi đấy. Rồi đấy. Tí nữa anh thừa rồi đấy. Tí nữa là mình chết. Chết oan. Rồi này, đây quay cùng bên B14 cách trong cách thị xã 18 cây. Bao nhiêu? 18 19 26 cây. À là huyện 18 cây nhỉ? Ở huyện 18 cây. 26 cây đúng rồi. Có thế này ý kiến thế nào? Thôi anh sang mời ý kiến thế nào? Mời các anh em mình. Ý là bây giờ là cái xã một tô sang cái xã trồng chỉa. Không ý là vâng. Anh cho nó thẳng. Sang một tô. À xã một tô. Vâng. Chưa xẻ đó cho thiếu hồ cái thiếu ơi cho thiếu hồ cái cái là một hai chưa được hai ba rồi hai ba nghe nó chưa được chưa giòn rồi thế được rồi thế được em cũng rồi nó vẫn hơi đang thiếu cái này đấy anh là cái huyện đã làm vài cái lưỡi nó mới rồi cameraman ở cần lên nữa từ đây anh bấm này đó vài cái lưỡi có huyện thôi em mời em đi cái hàng xóm này đây hàng xóm đấy nhá rồi chào tất cả mọi người nhá rồi cái mời anh mời chào nhá tôm chỉ cái đợt ngược lại chia sẻ rồi hết này hết rồi chặt thôi nhá. Hôm nay quá vui mọi người, này, toàn anh em đông tây nam bắc bốn nơi về An Khê mới này toàn bộ huyện An Khê mới này Igrai mới này Đức Cơ tụ tập một chỗ mọi người nhá. Đây em uống rồi, đây em có nhiệm vụ em uống luôn. Hết rồi, hết luôn thì hết đi, không bao giờ có đi một chai rượu nữa. Không, hết là hết cái rượu luôn. Phải cái nói rồi chứ hết. Hết cái đi, đi mua ly. Từ từ, anh không gách, từ từ, rượu trong còn 50 ly rồi. Anh Hùng ơi, thôi thế này, anh ở xa lắm. Thôi thì em riêng một bạn tình cảm. Không phải thế này, cho anh em quý nhau. Bé ơi, bé hộ anh cái. Mời đi cùng ấy. Mời đi cùng ấy. Cũng như nhau mà, nhưng mà thôi anh mời riêng cùng cái. Để khách xa cái quý, không biết rồi tiếng Quốc thôi không liên quan gì hết. Còn hiện nó nói với anh là hôm nào ông Quang vào mà nói với ông Quang vào. À thế hả? Ồ thế thì anh em mình chuyện riêng còn nhiều. Thôi được rồi, thôi chuyện đến cái này. Từ cái hôm bên kia rồi mà sao chú không nhìn không nhớ à? Em quên, hôm nữa quên rồi. Thôi thế thì chị anh Quang Hà Văn Quang giờ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Quy Nhơn. Đúng rồi. Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của bay hết. Hà Quang. Rồi em mời anh cái. Đủ giờ em nhớ là thật. Em mời anh cái nhá. Vâng. Vâng, anh cảm ơn. Qua đấy rồi đưa. Vâng, đúng rồi. Xong cái bảo bích nhà lâu lắm rồi, hôm bên giờ chưa gặp lại đại ca. Đúng rồi. Lúc đánh cái mai anh giờ thì đúng rồi. Anh Hùng rồi đúng rồi. Đánh mai em còn chưa đánh. Anh chưa đánh là cường đào. Anh có đào anh cường không? Thằng cường nó phụ anh chứ anh có đào. Chào mừng nhá, nay trực tiếp anh em bữa nhậu ở quê chân đây. Đây là anh đào cho thằng em. Đây là mấy em gái tôi ra đây đang rửa bát này. Đấy. Gái Tây Nguyên đã hại sinh nhá. Còn mới cả bên giáo ai ra còn đâu mới gặp nữa. Cái Tây Nguyên thì ai ra ngâm ngâm như ai sinh. Cảm ơn chào nhá. Gặp nhau được thì mưa to quá. Mà mưa nhỏ là anh em gặp nhau được. Hai anh em thì uống thì hô hay rồi, còn hô, à hô à rồi. Thế anh Hùng uống hết chưa? Anh Hùng uống trước đi. Rồi anh Hùng uống trước. Rồi từ từ em, rồi em uống đi. Ok. Hai em uống mà không hô. À thế rồi. Thế thì anh Huấn mời một Hùng cái nữa được không? Không. Thế này, em mời anh Hùng một cái nữa. Mình là không, anh Hùng không công bằng. Không. Anh em mình thân nhau hơn mà giờ anh. Anh có thân em không? Không phải. Anh em mà em không nhớ với anh rồi sao mà? Anh Hùng. Đây. Đây. Đây có. Rồi em Vĩ nó mời một ly tất cả mâm chúng ta cũng hưởng ứng nhỉ. Vâng. 1 2 3. Rượu. 2 3. Rượu. 2 3. Uống hết luôn. Hết.
anh với em vừa hai anh em với nhau hết nha nhá. Hết luôn. Vâng, vui quá. Vâng, thế em cảm ơn anh nhá. Tú Thiếu ơi, tay trái hơi bị tay trái. Không taxi, không tay trái là taxi là chú Cường, chú bỏ là chú chịu rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là vì chưa ăn muối. Chưa nhận. Vĩ ơi, uống mời ai khách được? Mời mấy người khách được? Mời được, mời chú nhà. Mời chú nhà đấy. Mời chú Điện đi. À, bác Điện, bác mời bác. Không. Chị tới đây. Bước này ra là tôi đây này. Đấy. Đấy. Ý là bảo quay những người nào nó quan trọng nhất. Quay mấy đấy. Chị ông đi đâu? Người đẹp gái mà sao rất là khó đâu. Đây đại gia nhà tôi đây. Thằng đại gia đấy. 80 tuổi còn đi chơi. Quân lại mỹ nè. Đường tình tôi đi là cách biệt người ơi. Anh dạ. Chơi quỳ ngoan hơn nè, thứ kia. Hôm nay 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 hô
vất tâm ra. Em quay từ từ mà. Cái này nó không bị ấy. Máy này quay rồi. Nó không như điện thoại của mình. Chú Liêng bảo là những cái hình ảnh nào đẹp nhất là đúng rồi, chính xác. Lưu vào là em lưu lại, em quay rồi. Lúc mình say là đẹp nhất đúng không? Nhưng mà cameraman chúc mừng vào hôm. Anh Huấn ơi, anh em mình chỉ là cái thằng là lính anh thuê. Quay những các vị là bác tớ đã chả đẹp đấy, đấy. Đẹp dai sẵn rồi, bóng là bóng tít nhỉ, đấy đẹp dai sẵn rồi. Chúc mừng cameraman bảo làm cái ở tuyệt vời. Chào cái trong lô cái cho năm sao đâu mình thân cần cái chính của quay đừng nhận chừng nước giống rồi thế là chú lấy camera ngu gì không quay ngược lại nhưng mà ý là quay vào mặt để xem là ví dụ khi người ta xem người ta bảo thằng nào quay rốt ấy. À, lâu rồi. À, đây thằng này đấy. Không, chú quay nào. Anh xem bảo ô không. Anh cho anh làm vào carabin thì tất cả là cho giao cho bền. Rót hết liệu này vào. Cả anh em mình làm một cái. Đúng rồi. Đấy, hô một cái để lên màn hình. Đúng rồi. Mình nên con có hàng đạt thế lớn là chuyện mình có tích nào. À, chứ có tí tích nào. Không cùng ra biển lớn đâu. Anh cứ cho anh nằm xuống là được nhưng mà anh cần căn rồi. Được rồi. Cái nhà tôi nói là bán mày tốt trọng chú một chút đi. Nhưng mà chú về quay về mình là mình biết là ai lên caramel. À. Hiểu chưa? Đó là tư. Là tôi là chú Tuấn. Tuấn uống đi. Đấy là tính người ta. 2 3 1 2 3 1 đấy thế là giờ là chú giao cho người khác có gì trên mặt chưa đấy. Từng người chứ từng người quá anh tớ này anh nhà này thế này quá đẹp mọi người nhá đấy đấy từ em nhất thằng cháu đẹp trai ấy vợ to lớn tôi đây thằng đây tôi là tôi Nguyễn Văn Thân em dạy ok rồi anh Thân rồi anh Thân caramel nhá là tôi chưa được đây tôi rồi, anh thật cảm nhận nhá, mời mọi người nhá. Đó, ok. Rồi, okay, tuyệt vời rồi. Em cảm ơn anh nhá. Thế này có được không? Cho tôi. Ông bà. Bên đây không phải. Gặp ông bà. Đừng có trơn đấy. Không.